Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mưa lớn kéo dài cùng với việc các thủy điện ở thượng nguồn xả lũ điều tiết khiến nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp ở vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập lụt. Các tuyến đường trung tâm thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lộc ngập sâu. Trận ngập xảy ra ngay ngày đầu tuần. Tuyến đường Quang Trung ngay trước Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, huyện Đại Lộc, nhiều người lội nước đi khám bệnh. Bà Nguyễn Thị Hai, ngụ tại huyện Đại Lộc, chăm nuôi người nhà ở bệnh viện cho hay, đêm qua mưa rất lớn. Bà Hai nói, ra trước cổng bệnh viện mênh mông nước, hàng chục xe máy ô tô không qua được. Anh Lê Huy Viễn, chủ cửa hàng thiết bị y tế NASA, đường Quang Trung, cho biết nước bắt đầu tràn vào nhà sáng 13 tháng 11. Mặc dù kê cao đồ đạc, nhưng nước lớn hơn dự tính. Nước ngập sâu bên trong những cửa hàng thiết bị y tế của vợ chồng anh Viễn. Anh Viễn chua xót. Các máy móc thiết bị của khách mang đến ngập nước, hàng hóa không kịp dọn bị nước dâng lên làm hư hỏng, thiệt hại rất lớn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở huyện Can Lộc ngập từ 25 đến 30cm. Một số nước tràn vào sân, nhà trường nhắn tin báo phụ huynh đến đón con. Hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học được cho nghỉ học. Chính quyền đến một số xã ở vùng thấp hỗ trợ người dân di dời tài sản lên chỗ cao. Ở huyện Hương Sơn, hàng chục khối đất đá vách núi nằm xã Sơn Châu tràn xuống quốc lộ 8A gây cản trở giao thông. Cơ quan quản lý đường bộ đã cử cán bộ đến đặt biển cảnh báo hai đầu, chờ tạnh mưa dọn dẹp. Tại thành phố Vinh, Nghệ An, lúc gần 7 giờ ngày 13 tháng 11, nhiều tuyến đường như đại lộ Lenin, Lê Hồng Phong, Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phong Định Cảng, An Dương Vương, Lê Văn Tám, Minh Khai, các ngã vào ga Vinh ngập sâu từ 30 đến 50cm. Đường ngập vào giờ cao điểm, người lao động đi làm, học sinh đến trường khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ách tắc. Nhiều phụ huynh chở con đi học từ sớm phải mất gần 1 tiếng mới đưa được con đến trường cách nhà gần 3 km. Nhiều cán bộ, nhân viên, học sinh trên địa bàn cũng bị muộn giờ làm và học do tắc đường, ướt hết quần áo. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vinh cử hàng chục cán bộ phân luồng giao thông liên tục cập nhật hình ảnh ngập lụt trên các tuyến phố lên fanpage của đơn vị để người dân theo dõi, cân nhắc tìm đường đi phù hợp. Tại Đà Nẵng, tuyến đường DT601 qua đèo La Ngà, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang bị sạt lở ta luy dương do trong 7 tiếng nơi này mưa 200mm. Đất đá và cây cối bị sạt lở chắn ngang mặt đường. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã đưa máy móc lên dọn dẹp hiện trường. Xã Hòa Bắc cũng cắt cử người cảnh giới tại khu vực sạt lở, không cho người dân và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn. Tuyến đường DT601 đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang cũng bị ngập nhiều đoạn cây chia cắt. Tuyến đường dài 34 km đang có dự án nâng cấp nhưng nhiều đoạn chậm thi công do vướng giải tỏa đền bù, xuất hiện nhiều ổ gà. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Cu Đê để thoát ra biển chảy tràn về nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở xã Hòa Liên và Hòa Bắc. Khu vực trung tâm thành phố có mưa rào, chưa xuất hiện điểm ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 8 giờ ngày 12 tháng 11 đến 8 giờ ngày 13 tháng 11, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối ngày 12 tháng 11 đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 có nơi trên 130mm. Như Bản Ngần, Hà Giang, Trịnh Tường, Lào Cai, thành phố Vinh, Nghệ An, Đại Lộc, Hà Tĩnh, Hòa Bắc, Đà Nẵng, đập Hà Thành, Quảng Nam. Dự báo khu vực các tỉnh trên sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy như sau. Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Khánh Hòa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Tỉnh Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Bắc Phú Yên ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Tại Nghệ An,
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Thanh Chương, Tương Dương. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, từ nay đến ngày 17 tháng 11, dự kiến trên địa bàn tỉnh này xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã thông báo cho các phương tiện tàu thuyền biết chủ động phòng tránh. Trên đất liền, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại các địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn, cảnh báo và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, chủ động sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê, tại Quảng Bình hiện có 8 vị trí có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn như đồi phòng không ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, điểm sạt lở tại tổ dân phố 5 thị trấn Quy Đạt, núi Cây Sự tại tổ dân phố 8 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, đồi Hà Vàng, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Ngoài ra, mực nước tại 153 hồ thủy lợi ở tỉnh Quảng Bình đã đạt bình quân khoảng 82% dung tích thiết kế, trong đó có 13 hồ đã đạt 100% dung tích thiết kế. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, rà soát đảm bảo, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, đề phòng bị chia cắt dài ngày do mưa lũ, nắm chắc thông tin người dân đi rừng và thông báo, kêu gọi trở về hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi mưa lũ. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, các bến đò, khuyến cáo người dân không đánh cá vớt củi trong điều kiện mưa lũ và sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và các vùng trũng thấp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.5. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 13 tháng 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã có công văn chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất và chống ngập. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên theo dõi chặt chẽ các diễn biến của mưa lũ, ngập lụt và ngập úng đô thị, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân, sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, vận động người dân kê tài sản, khơi thông, không làm cản trở dòng chảy, tiêu thoát nước tại các kênh mương và cửa thu nước trước nhà để nâng cao hiệu quả thoát nước, sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, xử lý theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị các máy bơm di động công suất lớn tại các điểm có nguy cơ ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!